thực hiện hoạt động thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã và đang triển khai nhiều hoạt động của tháng tri ân khách hàng năm 2019 tại 27 tỉnh thành miền Bắc với thông điệp hiện đại, minh bạch, thân thiện. Các hoạt động, sự kiện trong tháng tri ân được thực hiện với mong muốn tạo ra sự gắn kết, lan tỏa trong cộng đồng, nêu bật được ý nghĩa của lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển. Trong dịp này, một số chương trình tri ân khách hàng sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc như chương trình thắp sáng niềm tin nhằm sửa chữa, thay mới và lắp đặt đường dây, đèn LED cho gần 3.000 hộ gia đình thuộc diện nghèo, gia đình chính sách. Chương trình thắp sáng đường quê sẽ thực hiện việc lắp đặt hệ thống đường điện cho tối thiểu 135 tuyến đường do các công ty điện lực thành viên EVN-NPC quản lý, tổ chức trao giải cho khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, tặng quà tri ân cho hơn 750 khách hàng lớn.